Ủa, còn Nam bay đi đâu đây? Tao vừa qua thăm má và cửa mình ra Trường Sa. Ủa, đi Trường Sa làm gì? Tao đi dạy chứ mà nghĩ đi đâu mày? Tao đang phục vụ bà con biển đảo. Thì bác đi đâu đây? Tao rồi. Tao vừa tập thảo rồi nó cuốn đi tắt nhà tao. Theo bà con giống biết đi tắt giờ tao vừa qua. Bà không ai quá. Tao thì được đường giữ lại. Thì phải được giữ lại hả? Do là tao xin hỏi chút thôi. Tao xin hỏi một đường có cho nên. À. Tao thì thử đi. Mày mày cái mặt 5 năm hả? Tao tính học 8 năm xong rồi là mẹ đi. Tính học rồi. Môn học vừa qua. Học tới lúc nó đổi tên thì chưa quên. Thank you.
nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.